Hello các bạn. Thì ở video trước mình đã giới thiệu sơ về cái dòng loa Bose model 100G này rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn để test nhạc cái dòng loa này. Thì nói chung là mình test một hai cái đoạn nhạc ngắn thôi nha. Tại vì bây giờ ban đêm trời nó cũng đang mưa các bạn, cho nên nó có vẻ nó hơi ồn ào tí xíu. Rồi ok thì ok mình sẽ mở thêm một vài cái đoạn nhạc nữa và mình sẽ có một chút cái comment một số cái quan điểm cá nhân về cái giọng loa này. Sao lưu luyến quá hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng lệ buồn đêm khuya thức trắng chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời thề ước dưới ánh trăng tình là tình cô đơn tái tê gió lạnh mùa đông ngọn đèn dầu chín bóng nơi cô tình thương nước ra sông hồ tìm về biển đông tình yêu thành sông Thái Bình Dương rồi từng đêm xa sóng vỗ về dù giấc quê hương khi quê hương chưa ngủ khi bom đạn tới bời còn nhọc nhằn dưới ruộng trên nương tôi thấp tầng đêm thơ ấu mà nghe mối phá trong lòng mẹ là mẹ trùng dương gào than từng bãi trước gần xa tôi đời quá mong gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai người yêu tôi mới quen mà lúc rừng cuốn bên vùng vừa tiếp thu rừng hoang vu bóng dừa bờ cát dài gió lên từng chiều. Rồi ok mình test một vài cái đoạn nhạc như vậy thôi. Thì thực chất là ngoài trời đang mưa khá là lớn như các bạn, cho nên cái âm thanh nó dội vào đây thì nó nghe nó hơi ồn ào tí xíu. Ok, nhưng mà thực chất cái dòng loa này á thì mình đã trải nghiệm nó vào hai cái ngày cuối tuần nha các bạn. Thì tiếng của nó rất là mềm, tiếng của nó rất là mềm, đặc biệt là cái giọng hát của ca sĩ nó rất là rõ và nó rất là thật. Ý mình nói là nó sẽ mềm hơn nha các bạn. Nếu mà so với các dòng 101 truyền thống á thì cái tiếng của cái giọng này nó có mềm hơn một tí xíu. Cái giọng ca sĩ của nó ngọt ngào và nó
nó rõ ràng hơn. Rồi thì về cấu trúc của nó là cấu trúc về một cái, nó sử dụng bass dạng hình ngôi sao như vậy. Thì dòng bass này nó xuất hiện trên những cái dòng loa ví dụ như là Bo 141, 101 Music Monitor Series 2, hoặc là SS1 SP vân vân ha, những cái dòng loa mà cái đời nó có vẻ phân khúc nó có vẻ là cao hơn những cái dòng mà 101 truyền thống. Thì với cảm nhận của mình á, thì theo cảm nhận của mình thì cặp loa này chất tiếng của nó là khá là ok. Riêng về cái phần cấu trúc của nó, bạn cấu tạo của nó thì nó không có phân tầng như bạn, nó không có phân tầng, nó giống như dòng mà 101 Music Monitor Series 2, SS1 SP như bạn, 141 vân vân á, thì nó không có phân tầng. Thì mình cũng chia sẻ luôn một cái điểm của nó liên quan tới phân tầng đó các bạn. Thì cái này là quan điểm cá nhân mình thôi, nó không biết nó đúng hay sai ha, nhưng mà theo cái suy luận logic của mình thì nó như thế này. Thật chất cái cặp loa nó hay hay không các bạn là nó sẽ do cái củ loa của nó quyết định là yếu tố là chính các bạn. Củ loa của nó và thùng loa nó vân vân, nói chung là các yếu tố về 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 cấu thành của nó các bạn. Còn về cái phân tầng á thì thực chất là nó chỉ là một cái mạch trong đó thì nó phối hợp giữa các thiết bị như là cuộn dây, trở kháng, vân vân như các bạn. Thì nó nhằm một cái mục đích đó là nó cắt bớt cái tần số nào đó các bạn, ví dụ nó sẽ cắt bớt tần số, những tần số không muốn nó cắt bớt đó, thì nó sẽ chỉ cho loa ở hoạt động ở một cái tần số nhất định nào đó mà thôi đó. Nhưng mà đó, nếu mà không có phân tầng thì có nghĩa là cái phân tầng nó sẽ không có giúp cái loa chúng ta hay hơn, mà nó chỉ là cắt bớt một số tần số nào đó chúng ta không mong muốn. Và với những cái dòng loa này á thì Bose thì họ đã thiết kế là không có phân tầng, nhưng mà khi nghe vào, đặt âm ly vào, các bạn nghe ba toàn dải, ba dải nó nghe khá là ok nha. Và nó đã thiết kế cho chúng ta là công suất là hoạt động liên tục tối đa là khoảng 50W ha. Nếu mà chúng ta xài trong cái phạm vi công suất như vậy các bạn thì nó sẽ không có cái điều gì đó phải phàn nàn. Cho nên nhiều khi tâm lý của chúng ta, nhiều khi chúng ta thấy không có phân tầng, chúng ta lại thấy nó lại chúng ta lại sợ nó dễ đứt dễ cháy ha. Điều đó thì không đúng. Tại vì với những cái dòng loa ví dụ như Bo 101mm thì công suất của nó cũng chỉ là 45W hoạt động liên tục mà thôi. Thì dòng này thì là 50W hoạt động liên tục nha các bạn. Đó thì cái đó là do hãng sản xuất. Thì đó, phân tầng thì nó chỉ là cắt bớt tần số thôi nha các bạn, chứ không phải nó không có giúp chúng ta hạn chế cháy loa nha các bạn. Đó cái đó là cái mà mình theo cái suy nghĩ của mình. Rồi. Thì ok các bạn, thì mình đã test xong cái video này ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy thích thì nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, và cũng như các bạn Zalo với mình qua số điện thoại ghi trên tiêu đề, cũng như để tiện trao đổi về các sản phẩm âm thanh. Kênh của mình chuyên quay test nhạc, review các sản phẩm âm thanh loa tai của Bose, JBL, vân vân. Đó. Rồi. Hẹn các bạn ở cái video tiếp theo.